Xin chào, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Mr. Zero. Hơn 10 bàn thắng vào phút cuối của Ronaldo. Ở buổi lễ trao giải thưởng quả bóng vàng 2019, Ronaldo đã năm thứ hai liên tiếp vắng mặt. Siêu sao người Bồ Đào Nha có lẽ đã biết mình không được vinh danh nên từ chối tham dự. Tuy nhiên không có gì phải buồn vì anh vừa có thêm một giải thưởng cá nhân vào bộ sưu tập. Cụ thể, Ronaldo vừa nhận được danh hiệu cầu thủ hay nhất và tiền đạo hay nhất Serie A mùa 2018-2019. Đây là giải thưởng thường niên do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Italia tổ chức, cùng Mr. Zero tổng hợp lại những bàn thắng vào phút cuối của Ronaldo nhé. Nếu thấy hay thì hãy để lại cho tụi mình một like, share và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Gay. Những bàn thắng quyết định khi trọng tài sắp thổi còi mãn cuộc thường để lại rất nhiều cảm xúc cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ, nhất là trong những trận đấu lớn. Dennis Bergkamp từng mang lại niềm vui cho tuyển Hà Lan ở tứ kết World Cup 1998. Thủ môn Jimmy Clark thì có pha làm bàn để đời, giúp câu lạc bộ Carlisle thành công trụ giải hạng nhất Anh mùa giải 1998-1999. Và một người được gọi là cỗ máy săn bàn như Cristiano Ronaldo với hơn 700 bàn thắng trong sự nghiệp. Ronaldo tính đến hiện nay dĩ nhiên cũng không thiếu những bàn thắng có tính chất như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những bàn thắng đỉnh cao của siêu sao Bồ Đào Nha vào những phút cuối của trận đấu. Real và Man City đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu vô cùng hấp dẫn tại Champions League mùa giải 2012-2013. Một trận đấu cực kỳ kịch tính cho đến phút cuối với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Ronaldo đã nổ súng giúp Real ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Man City với tỷ số 3-2. Trong bối cảnh ở trận siêu kinh điển lượt về ở vòng 31 La Liga tháng 4 năm 2016, khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1, thì ở phút 85, người hùng Ronaldo bất ngờ lên tiếng, nhận đường chuyền từ Gareth Bale bên cánh phải, CR7 đỡ bóng bằng ngực trước khi tung cú sút chìm lọt qua hai chân thủ thành Bravo, ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho đoàn quân của huấn luyện viên Zinedine Zidane. Năm 2007, khi trận đấu ở giải ngoại hạng Anh giữa MU và Fulham tưởng như sẽ dừng lại ở tỷ số hòa 1-1, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thực hiện một siêu phẩm khi một mình dẫn bóng từ sân nhà để ghi bàn vào lưới Fulham vào phút 88, giúp MU có được bàn ấn định chiến thắng 2-1. Ronaldo đã có màn độc diễn kỹ thuật xuất phát bên cánh trái qua hàng loạt các hậu vệ áo trắng trước khi dứt điểm thành công vào góc xa khung thành Fulham. Ở vòng 8 La Liga 2013, tưởng như cầm chắc thất bại trước chủ nhà Levante vượt lên dẫn trước, Real Madrid bất ngờ sống lại trong những phút bù giờ với hai bàn gỡ hòa liên tiếp và Cristiano Ronaldo đã trở thành cứu tinh của Real Madrid nhờ bàn ấn định chiến thắng 3-2 khi trận đấu chỉ còn đúng 30 giây. Tại World Cup 2018, không còn mỹ từ nào để nói về sự xuất sắc của Ronaldo khi anh đã khiến cho thủ thành De Gea phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Cú hat-trick của Ronaldo vào lưới Tây Ban Nha đã giúp Bồ Đào Nha có được một điểm trong trận cầu ngạt thở này. Đáng kể nhất là bàn gỡ hòa 3-3 cho Selecao cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Ronaldo thực hiện một pha sút phạt hàng rào điều nghệ, đưa bóng đi vào góc cao khiến thủ thành De Gea chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Vòng loại Euro 2016, Bồ Đào Nha được xếp cùng bảng với Đan Mạch. Tuy nhiên, Đan Mạch không phải là một đối thủ dễ bắt nạt. Đội tuyển áo bà trầu gặp bế tắc trong việc tìm cách đưa bóng vào lưới đối phương trong 90 phút thi đấu chính thức. Phải đến phút bù giờ thứ 5, Ronaldo đánh đầu ghi bàn giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng cách biệt 1-0. Vòng 36 La Liga mùa giải 2014, Real Madrid kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2 khi tiếp Valencia trên sân nhà Bernabeu. Trong đó, Ronaldo là người ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, phút 90+2 khi mọi nỗ lực của Real Madrid đang đi vào ngõ cụt.
Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc bằng một màn đánh gót tuyệt đỉnh công phu sau đường chuyền của Di Maria. Trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha đấu Ai Cập 2018 sẽ chẳng được nhắc nhiều đến nếu như Ai Cập không có Mohamed Salah. Salah tỏa sáng khi anh mở tỷ số cho đội nhà. Không chịu thua kém, Cristiano Ronaldo cũng một lần nữa khiến người ta phải nhắc đến tên anh khi ghi hai bàn trong 2 phút bù giờ theo kịch bản vô cùng khó tin. Phút 90+2, Ronaldo đón đường tạt bóng của đồng đội và đánh đầu làm rung lưới Ai Cập. 2 phút sau, CR7 lại chọn cho mình một vị trí hoàn hảo để tiếp tục bật cao đánh đầu, nâng tỷ số và cũng là đánh bại Ai Cập với tỷ số bàn 2-1. Mặc dù thua Juventus 1-3 ở tứ kết Champions League lượt về ngày 11 tháng 4 năm 2018, nhưng Real Madrid vẫn thắng chung cuộc 4-3 và giành vé đi tiếp một cách nhọc nhằn. Và cú phạt đền thành công ở phút bù giờ thứ 8 của Ronaldo đã giúp Real tránh phải đá hiệp phụ với Juventus trong bối cảnh đội bóng Italy đang có lợi thế về tâm lý và một thế trận vững chắc. Trên đây là những bàn thắng vào phút cuối trong lịch sử săn bàn của Cristiano Ronaldo. Chia sẻ với chúng tôi về bàn thắng bạn cảm thấy hấp dẫn nhất nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream.
flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.